Chào quý vị và các bạn, hiện tại mình đang trên sông Medrio của Sóc Trăng. Đây là con sông huyền thoại đua cho nghe quý vị các bạn. Bữa nay mình quay những chiếc sợi nghe có mặt hiện tại là đang trên đây đặng đua cho ngò tới bữa mà mùng 10 các bạn, 10 tây các bạn. Rồi mời các bạn qua đón theo dõi ủng hộ kênh cánh đuôi của mình nha. Bữa nay đi qua đây mình thấy có chiếc ghe cho con đang giặt á. Rồi quay cho các bạn xem. Đây là đội ghe của Trà Côn quý vị. Hiện tại đội ghe đang chuẩn bị vợt thử ghe trên sông Mắt Biro quý vị. Bữa nay là rất là nhiều đội ghe. Thế sao các bạn, đây là đội ghe Phết Trà Côn hay các đội ghe chuột Trà Côn các bạn. Chuyện tóc bơi thấy sao đây, giờ trên sông trên dòng sông Mắt Biro của Sóc Trăng, còn một ngày nữa là bơi đua rồi đó. Thấy đều dữ không các bạn? Đây là đội ghe của Trà Côn. Đây một chiếc ghe ngon nữa các bạn, mình không biết ghe này ghe nào. Bữa nay là tập kết các chiếc ghe ra đây đặng chuẩn bị sắp tới ngày sắp tới đua ghe ngon các bạn.
đây là đội ghe chạy con quý vị các bạn đang dập ghe. Các bạn có thấy ba chiếc ghe đậu bên mép bên mình tay trái bên sông quý vị các bạn. Gần mép bên đây có cái một chiếc nữa nè. Nhìn nhóc năm nay tới 50 mấy tuổi, gần 60 tuổi nha quý vị. Đây là đội ghe phường 7 Sóc Trăng. Đây là đội ghe của phường 7 thành phố Sóc Trăng quý vị các bạn. Đây, họ đang khởi động chuẩn bị. Ở sắp hàng đây là ghe phường 7 Sóc Trăng đang thử ghe quý vị. Các đồng viên đang chuẩn bị đường cái gì.
đầu ghe phường 7 Sóc Trăng cũng bơi nhanh quá quý vị. Đây là ghe phường 7 Sóc Trăng. Chiếc ghe này là ở Vĩnh Châu quý vị. Nãy đứng bên kia mình không biết. Bây giờ lại gần. Đây là đội ghe Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Mọi người đi xem mấy ghe dọc đông nhóc luôn à quý vị. Thấy không? Đứng bên lộ xem nhóc luôn. Thấy không quý vị? Xong mắt video này mấy xe bị nho đầu hai bên cũng thấy cũng nhiều nhiều hơn chứ có chiếc đang hồi tới về quý vị. Thấy sao quý vị? Quý vị thấy ghe đầu nhóc luôn quý vị đó. Bữa nay là chiếc ghe lại nhóc luôn rồi. Thấy không quý vị, hiện tại ghe ngò ở trên dòng sông Macro giờ nhóc luôn ở chứ đó là khán đài. Đây một cặp ghe ngò nữa nè quý vị, thấy không? Ở bên đó là khán đài ha quý vị. Chào quý vị và các bạn, hiện tại trên sông Macro rất nhộn nhịp, các đội ghe chuẩn bị vào trên sông nhóc luôn. Đây là đội ghe Vĩnh Châu chùa Phước Tích quý vị. Vĩnh Châu hình như là có hai ghe vậy. Đây là chùa Phước Tích Vĩnh Châu. Họ đang dọc trên sông Mát Vĩ Rôn cho trận sắp tới bơi đua dây ngò của Sóc Trăng. Các đồng viên thấy sao các bạn? Mình nhìn là bơi rất đều luôn đó quý vị. Hiện tại là chạy xe quay luôn á. Các đồng viên của chùa Phước Tích Vĩnh Châu nhìn thấy bơi rất là đều. Đây là các dòng dòng điên của chùa ở Vĩnh Châu quý vị. Vượt qua nó.
Hiện tại có nhiều ghe tập trên sông quý vị. Ghe chạy quân rồi ghe trời đang dần mưa quý vị. Trời dù tiếng mưa mưa lâm râm nhưng các đội vẫn tập hăng hái luôn quý vị. Bữa nay trên sông Matrio rất là nhộn nhịp, dọn nhịp luôn. Đây là đội ghe của phường 7 Sóc Trăng. Các đội ghe dạ trên sông Bách Vương rất là hăng hái quý vị. Rất là hăng hái. Bữa nay vận tốc rất là nhanh. Hiện tại là mình đang chạy xe quay luôn á quý vị. Thấy quý vị ở trước cũng có mấy đội đang quay. Có đội bận áo trang phục màu trắng của chùa Thế Tích Diễn Châu gì á quý vị. Hiện tại là ở đây đang mưa rầm rầm, có mưa. Rất là nhanh. Bữa nay là trên dòng sông Mavigo này là rất là nhiều đội ghe đang giật ghe nghe quý vị. Bên đó có một đội ghe bằng trang phục màu đỏ đang chuẩn bị cũng giật ghe, nhưng mà mình không biết đội ghe đó tên gì. Đội ghe tập rất hăng hái. Tại sao quý vị? Đây một đội đang tập dượt nữa quý vị, nên mình không biết đội này là tên gì luôn. Áo màu vàng. Còn bên kia là cái đội cũng đang khởi động tập dượt nữa đó, đội áo màu đỏ. Hiện tại là trên
dòng sông Metro này rất gió nhiệt. Mọi người đang đứng trên dòng sông Metro coi các đội tập rất nhiệt tình luôn quý vị. Trong đó có mình luôn. Đây đội xe buôn đội này mình không biết tên gì quý vị. Cái đội tập rất hăng hái qua mưa luôn kìa quý vị ơi, mưa luôn rồi. Dù trời mưa mọi người vẫn tập hăng say ha quý vị.